Xin chào anh em. Vâng, tôi đã quay trở lại cái trong cái chủ đề chúng ta làm sao để có nhiều nguồn hàng ngon bổ rẻ. Thế thì một số anh chị em hỏi tớ rằng là nên để hỏi ai để chúng ta có nhiều thông tin bất động sản ngon bổ rẻ đúng không? Thế thì xin thưa các bạn là chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta có nhiều nguồn hàng. Đấy. Ngoài cái việc chúng ta tìm kiếm ở trên internet ra thì cái việc mà lấy thông tin từ những cái người xung quanh là vô cùng quan trọng đúng không? Bây giờ nếu như các bạn nhé, nếu các bạn lưu ý này, nếu các bạn ở thành thành thị ấy, ở thành phố ấy, thì các bạn có thể hỏi hỏi những cái người bán nước ở đầu ngõ đầu làng ấy. Thực ra ấy, thì ở các thành phố lớn ấy thì đôi khi có một số người họ ví dụ nhà họ ở chỗ khác nhưng mà họ đến ví dụ họ ở một quận khác, họ đến quận này họ bán nước thì đôi khi họ chả để ý cái thông tin đâu nhá. Nhưng mà ví dụ nhà họ tại đấy, anh em nhớ này, những người bán nước nhà họ ở gần đấy hoặc là đầu ngõ nhà họ ấy, thì những đối tượng như vậy họ lại rất dễ có nhiều thông tin, rất dễ có nhiều thông tin bán bất động sản. Đấy. Có một số người thì nếu các bạn cũng là bán nước, cũng là bán tạp hóa nhưng họ cũng không quan tâm. Ví dụ những cái người họ cửa hàng tạp hóa lớn chẳng hạn thì họ chắc chắn họ chả quan tâm, họ chả để ý xem ai bán đâu. Nhưng mà những người mà có xu hướng giao lưu nhiều với khách hàng của mình thì lúc đó các bạn mới có gì mới hỏi họ thì mới có nhiều thông tin để mà về 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 cái nguồn hàng bất động sản. Thực tế, đặc biệt là những anh chị em ở vùng nông thôn thì chúng ta cứ xông vào hỏi các cửa hàng tạp hóa nhá. Ở vùng nông thôn thì gần như là nhà nào cũng biết nhà nào. Ở thành thành phố, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi ở chung cư thì 6-7 ông hàng xóm của tôi thì tôi cũng chả biết họ tên là gì, cũng chả biết họ làm cái nghề gì đấy. Nhưng ở các vùng nông thôn thì có khi các bạn đi hàng cây số nhá thì người ta vẫn biết nhau, người ta vẫn biết nhau, tất nhiên là không thể biết 100% nhưng mà họ nắm khá là rõ nhau, nắm biết rất là biết biết nhau rất là nhiều, đặc biệt vùng nông thôn. Nên là gần như là nhà nào bán ấy thì nếu chúng ta hỏi những người bán nước hoặc những người ở vùng nông thôn ấy, ít hàng nước thì chúng ta hỏi hàng tạp hóa thì họ cũng sẽ nắm khá là nhiều đấy, hoặc là hàng ăn hoặc là hàng sửa xe, ở đó họ cũng nắm rất là nhiều thông tin những cái nguồn bất động sản để cho ta nên hỏi họ. Hoặc là một đối tượng rất là tuyệt vời mà các bạn cần phải hỏi đó chính là anh chị em những người làm nghề môi giới. Và môi giới họ nắm rất là nhiều thì chúng ta nếu các bạn là nhà đầu tư thì các bạn hỏi họ, còn nếu các bạn là gọi là môi giới thì chúng ta phải kết hợp với họ thôi chứ còn không có cách nào khác cả, vì họ cũng không thể mách cái nguồn cho họ được đâu nhá. Thì đấy là đối tượng mà các bạn có thể hỏi khi làm nghề môi giới. Hoặc là như thế này, có rất nhiều đối tượng khác các bạn liên tục đặt vấn đề, đó là những cái mối quan hệ xung quanh của các bạn. Đó là ai, tất cả những ai các bạn gặp, các bạn nhớ này, hỏi ai, hỏi tất cả những người xung quanh các bạn gặp. Không chỉ là những người làm môi giới, không chỉ là những người hàng nước, hỏi những cái người ví dụ như bạn đi cắt tóc, bạn phải nói chuyện với ông cắt tóc, hỏi họ nhé. Bạn đi ăn phở, bạn cũng hỏi cái người bán phở, bán bún thì ngồi bạn chém gió, bạn khen bún họ ngon, khen phở họ ngon, rồi bạn hỏi thăm, họ cũng sẽ chỉ cho bạn nhé. Một lần có thể không hỏi, không ra, hai lần có thể không ra, nhưng có khi lần thứ ba bạn quay lại, họ lại bảo là hôm trước vừa rồi cô thấy có cái ông này ông bán đất đấy, thế thì mày tìm được đất chưa? Ông đấy thì họ cũng có thể mách cho bạn nhé. Đấy là rất là nhiều, hãy hỏi tất cả những người xung quanh, bạn bè của bạn, người thân của bạn, những người chơi cùng thể thao với hạn, những người thậm chí là những người chơi game cùng bạn. Đấy, tất cả những người đó cũng có thể là người tìm nguồn hàng cho các bạn, được chưa? Đấy. Hãy luôn luôn giới thiệu cho họ biết rằng bạn làm bất động sản, bạn đang có khách hàng có nhu cầu tìm bất động sản. Hãy hỏi tất cả mọi người các bạn gặp, hãy đừng bao giờ quên câu xin lời giới thiệu, xin lời giới thiệu nguồn hàng sau mỗi cuộc gặp nhé, sau mỗi cuộc gặp. Và việc các bạn làm liên tục như vậy thì bạn sẽ có những cái vệ tinh, những cái người giới thiệu, những người săn tìm nguồn hàng cho bạn một cách hoàn toàn miễn phí và liên tục và ổn định. Và chúc cho các bạn gì có thật nhiều nguồn hàng mới, nhiều hàng đẹp rẻ để chúng ta đầu tư hoặc chờ là chúng ta làm môi giới. Và cảm ơn các anh chị em đã lắng nghe những điều tôi chia sẻ trong video và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.